Hôm bữa em có lên clip nói về cái vấn đề là em có nhận order cá từ Indo hay không, thì bên em sẽ chế nha cả nhà, tại vì ở bên đó họ quay clip nó rất là ảo, nó cho nên là em không sẽ không bán cho khách qua clip ở bên đó. Nhưng mà lần này sắp tới em sẽ đi qua bên đó để thứ nhất là sẽ đi xem cá mọi người ha, và sẽ quay trực tiếp cho anh em mình. Anh em mà chúng ta cần cá gì chúng ta cứ nhắn vào cái giúp lào cho em ha mọi người ha, 22222323 đầu số 09, thì sẽ anh em sẽ nói cái nhu cầu của anh em mình là mình cần cá gì. Ví dụ anh em chúng ta cần pha phu, hay là chúng ta cần đuôi càng, hay là cần sọt đẹp gì đó, hay là ngay cả những con cơm bay cũng vậy luôn, anh em chúng ta cần những con đó thì mọi người chúng ta cứ nhắn cho em, thì em sẽ đi qua trực tiếp bên đó và quay thực trực tiếp cho mọi người chúng ta xem con cá đó luôn. Thì như vậy nó sẽ chính xác hơn, và tránh chúng ta là bị, thứ nhất là người ta không giao không đúng cá, thứ hai là người ta chỉnh clip, chỉnh nó quá nhiều trên clip đó. Con cá nhận về nó chỉ 6 trên 10 hoặc là 7 trên 10, hoặc là nó có khi 5 trên 10 luôn, là nó rất là nhiều anh em chúng ta bị tình trạng này và rất là hụt hẫng rồi ha mọi người ha. Thì trong cái chuyến đi này em sẽ qua xem những cái trại lớn, những cái thương hiệu làm ăn bên đó rất là uy tín, và sẽ quay cho mọi người ta xem, và cũng như là sẽ xem những con cá và sẽ mua về đây để chia sẻ mọi chúng ta ở Việt Nam ha. Thì mấy năm nay em ít có đi, lý do là thứ nhất là sau khi dịch giả các thứ rồi, cộng thêm là thời gian sau này á, đối với anh em chúng ta là khách hàng chơi thì chúng ta sẽ khó để mà giao dịch qua clip để mà mình có thể chủ động được cái chất lượng con cá. Còn đối với anh em cửa hàng như tụi em thì có thể chọn qua clip được, tại vì mình làm ăn với người ta thì lâu dài thì những cái bạn bên đó, những cái trại bên đó thì họ sẽ hiểu cái tính của mình và cách mình làm ăn nó ok, thì người ta có thể gửi cá về cho mình được, chỉ chọn cần mua qua clip thôi. Còn sẵn lâu lâu em sẽ đi qua bên đó và sẽ lần này sẽ quay cho mọi người chúng ta xem thực tế là bên đó trại nó có cái gì, và cũng như là sẽ cho mọi người chúng ta xem hình dung được cái câu chuyện đi mua cá nó sẽ như thế nào. Cái thứ hai nữa là em sẽ cùng với mấy anh em team RDI, đèn RDI và cũng như là những cái phụ kiện RDI mọi người ha, sẽ ghé qua thăm anh chủ và cũng như là sẽ review cho mọi người chúng ta xem về cái hãng bên đó nó như thế nào, có những mặt hàng gì, có những loại đèn hay là sưởi hay bơm hay là bất cứ một thứ gì đó UV gì đó, cái gì hay ho em sẽ quay cho mọi chúng ta xem, và hy vọng là sẽ có nhiều cái hay ho để gửi đến mọi chúng ta, cũng như là sẽ phỏng vấn anh chủ của RDI cũng như là hãng SDI rất là có tiếng nhiều năm ở Indo, phỏng vấn một số điều để cho mọi chúng ta có thể hình dung hơn và mình hiểu hơn về một cái sản phẩm của mình đang sử dụng ở Việt Nam, đang rất là hot ở Việt Nam, thì nó lại có cái gì và họ làm ăn như thế nào mọi người ha. Sẽ hứa hẹn sẽ rất là nhiều cái điều thú vị mọi người chúng ta đó. Thì anh em nào chúng ta muốn rồng Việt Nam mang cái thứ gì về gọi là cần thiết cho những anh em chúng ta có thể sử dụng trong hồ cá nhà mình, thì chúng ta cứ bình luận bên dưới, hoặc là chúng ta có thể trực tiếp mình chúng ta nhắn cho em ha cả nhà ha, số giáp lào nha mọi người nha, 22222323, thì bên em sẽ thấy theo yêu cầu của mọi người chúng ta, tại vì bản chất còn Việt Nam làm kinh doanh từ trước đến giờ là sẽ bán, sẽ làm những thứ mà khách hàng cần chứ không bán những thứ mà mình có đó. Xu thế cái định hướng của mình là như vậy đó, anh em chúng ta cần gì chúng ta cứ nói để bên em sẽ đáp ứng đúng cái nhu cầu của chúng ta, và chất lượng nó phải hơn như vậy. Ok mọi người nha. Mời mọi người chúng ta sẽ chờ xem những cái tập hấp dẫn của cái chuyến đi này ha mọi người ha. Ok.